Tôi đã xin kính chào toàn thể các anh chị đang theo dõi video của chúng em. Và trong video này em sẽ giới thiệu đến anh chị một tác phẩm rất là VIP và rất là độc đáo. Anh chị hãy ở lại video để thưởng lãm ngắm nhìn cùng em tác phẩm này nhé. Dạ vâng, em xin được gửi lời chào đến toàn thể các anh chị ạ. Chào mừng anh chị đến cả video báo giá của tự gỗ độc đáo ạ. Còn trong video này thì chúng em sẽ giới thiệu anh chị một tác phẩm VIP, một tác phẩm xuất sắc. Đó chính là một tác phẩm tượng heo anh chị nhé. Và không giống những tác phẩm bình thường khác trên thị trường. Đây là một trong những mẫu tượng heo rất là đặc sắc, rất là mới lạ. Thì lát nữa em sẽ quay lại gần để anh chị cùng ngắm nhìn, cùng thưởng lãm tác phẩm với chúng em. Đầu tiên thì anh chị có thể nhận thấy đó là tổng thể của tác phẩm. Đây là một tác phẩm cũng rất là to, rất là đẹp rồi anh phải không anh chị? Và em xin báo cáo với anh chị, đây là một tác phẩm được chế tác trên dòng gỗ, đó chính là dòng gỗ chắc anh chị nhé, gỗ chắc và lại là liền nguyên khối luôn, không chắc ghép một điểm nào cả. Và đây cũng là một tác phẩm VIP thì chúng em sẽ hoàn thiện đánh xi cho tác phẩm này. Thì lát nữa em sẽ quay lại gần để anh chị thấy được cái nét đục này rất là tinh tế này, và với hơn thế nữa là cái gì ạ, cái đường tỉa cho bộ lông thôi anh chị ạ, nhìn đã mượt mà đã xuất sắc rồi đó. Với một cái khung cảnh, cái bối cảnh nó rất là vui nhộn, đó là gì, và có tới ngũ phúc 5 em bé anh chị nhé. Đấy, 5 em bé đang lô đùa, đang vui quanh chú heo này, anh chị cùng ngắm nhìn, cùng thưởng lãm với chú em. Một chú heo rất to, rất xuất sắc và đục cực kỳ đẳng cấp, anh chị cùng ngắm nhìn, cùng thưởng lãm anh chị nhá. Vâng, anh chị ơi, em đang giới thiệu tới anh chị đó là một tác phẩm tượng heo và không phải là những chú heo bình thường. Vâng, tác phẩm này của em còn kèm theo đó là hình ảnh của 5 em bé rất là tươi vui tinh nghịch. Và em sẽ đưa máy quay lại gần để anh chị có thể ngắm kỹ hơn với em từng chi tiết của tác phẩm này nhé. Vâng, tác phẩm này thì từ một phôi gỗ chắc đặc đẹp rồi. Và hơn thế nữa, chúng em lại còn hoàn thiện bằng cách đó là đánh xi tay. Nên là anh chị thấy là nó rất là mướt. Và sau đó thì còn nhờ đến họa sĩ để lên gấm cho tác phẩm này nữa anh chị nhé. Anh chị thấy những phần vẽ gấm rất đấy, là đẹp, nhũ vẽ nhũ vàng luôn đấy chị nhé. Vâng, một trong những nổi bật cho tác phẩm. Đấy, anh chị thấy. Và chất gỗ chắc anh chị ngắm nhìn với em, khi mà PU lên, khi mà chúng em xi lên, anh chị nhìn thấy nó rất là mọng, nó căng mọng luôn, nhìn nó đã luôn phải không anh chị? Sờ vào cảm giác nó vô cùng là mát tay anh chị nhé, sướng tay luôn. Tác phẩm này thì anh chị thấy không? Và bối cảnh, khung cảnh rất là đẹp này, chúng em đục thêm cả những phần gì ạ? Phía bên dưới này là cây nhân sâm này anh chị này, đấy cây nhân sâm ngàn năm tuổi, đục cây bông hết lên. Tất cả đều được làm, đấy, kể cả từ những cái chiếc lá thôi đã được làm cực kỳ là trau chuốt tỉ mỉ. Và lại lựa trên một cái phôi gỗ chắc đấy, rất là đẹp, rất là nuột luôn anh chị ơi. Trên đây cả cây lấm đinh chi đây anh chị này. Vâng, và đặc biệt nhân vật chính của chúng ta đây, chú heo anh chị ngắm như khuôn diện này, diện vô cùng là thần thái, là xuất sắc nhất luôn và chị. Mẫu heo này là chúng em đục theo giống như cái heo, mẫu heo ở trong tranh Đông Hồ thời xưa đúng không anh chị? Vâng, đấy, anh chị vâng, nhìn thì sẽ thấy rất là quen thuộc phải không ạ? Một cái mẫu gió đẹp và nó đi theo cùng năm tháng rồi thì anh chị cùng ngắm nhìn. Nhưng mà hôm nay thì được những người nghệ nhân của tự gỗ độc đáo và trổ tài trên đấy, cái chất liệu đó là dòng chất liệu gỗ anh chị nhé. Đấy anh chị đấy, lông tỉa vô cùng mượt mà và rất nhỏ nhắn anh chị ơi. Lông này thì hoàn toàn là phải tỉa bằng tay anh chị nhé. Mịn vô cùng vàng và nhỏ vô cùng nữa luôn đấy, anh chị nhé. Đấy, khi anh chị nhận thấy nhận về anh chị sờ vào anh chị ạ, có cái phần lông này nó rất là mượt, rất là mượt luôn. Và cái nét tỉa là vô cùng nhỏ, anh chị có thể lấy nhỏ như phần cái chân tơ kẽ tóc luôn anh chị ạ, như cái tóc của mình luôn. Và dòng gỗ này anh chị ạ, đây là chất gỗ này, gỗ là còn lên cả chun luôn anh chị nhé, chun sụn luôn anh chị thấy, gỗ rất là giá trị rồi. Vàng gỗ chắc mà lên được chun sụn thì vô cùng tuyệt vời, phơi gỗ liền lạc nguyên khối. Vàng khi mà xi lên anh chị đấy, chất gỗ nó mọng, nó căng nét lên này anh chị thấy. Vàng và trên đây thì chúng em có đục thêm cả 5 em bé nữa anh chị ạ, 5 em bé đây. Hai em bé này thì đang đu ở chân lưng này và một em bé phía đằng trước thì đang sắp sửa bị tụt xuống dưới rồi anh chị đây. Đấy, cái khung cảnh, cái bối cảnh rất là hay này, sắp sửa tụt xuống dưới rồi, chân này thì đạp vào đây đấy anh chị này. Đó, cái nhát đạp nhìn thấy luôn nha anh chị nhé, chế tác rất là hay. Hai em bên trên này còn đang túm tay kéo lên anh chị này, miệng cười rất là tươi phải không anh chị? Và phía bên dưới đây thì hai em bé bên dưới này nữa anh chị cũng rất là tinh nghịch. Một em thì đang gì ạ, đốt diêm, cầm diêm đốt pháo này anh chị thấy, cầm diêm đốt pháo. Và em bên này thì sao ạ, và bịt cả hai tay lại anh chị thấy đấy, khi mà đốt pháo sợ lổ bịt cả hai tay lại anh chị thấy đấy. Một cái gì ạ, khung cảnh nó rất là vui nhộn mà anh chị đấy, một trong tác phẩm đẹp kỹ xuất sắc này anh chị cùng ngắm nhìn cùng thưởng lắm. Đặc biệt anh chị ơi, càng ngắm khuôn diện càng thấy vàng tác phẩm nó thần thái, nó đẹp, cái hồn của tác phẩm nó cực kỳ là xuất sắc phải không chị?
nét đục tinh tế từ phần móng này anh chị, móng của những vào cổ của chú heo thôi anh chị đấy, làm rất tuyệt vời. Đến phần cổ anh chị này, hơi ngoái ra đây thì có nếp nhăn anh chị nhé, đều được những người thợ, người nghệ nhân vào miêu tả nó rất là chân thật anh chị. Đục tứ diện và nét đục thì xuất sắc đẹp như vậy. Phôi gỗ là liền khối chun sụn chắc anh chị nhé. Vâng. Lên si tác phẩm rồi, một tác phẩm phải nói là quá VIP, quá xuất sắc để anh chị sưu tầm anh chị ạ. Vâng, heo là một loài vật rất là thân quen đối với đời sống của người Việt Nam đúng không ạ? Và là một trong 12 con giáp và là loài vật nằm từ vị trí thứ 12. Vâng, thường thì thông thường tượng heo thì tượng trưng cho cái sự an nhàn, sung túc và thể hiện được cái sự giàu có cũng như là cuộc sống no đủ, đầm ấm. Với tác phẩm này của em lại còn thiết kế thêm 5 em bé. Con số 5 nó cũng là một con số rất là ý nghĩa trong phong thủy. Nó thể hiện cho cái con số sinh đúng không ạ? Và 5 em bé ở đây thì tương ứng với 5 chữ đó là Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Mang cái lời chúc tới cho gia chủ có được sức khỏe, có được nhiều phúc, vâng, đông con, nhiều cháu, cũng như là rất là nhiều cái tài lộc. Vâng, và tác phẩm này của em lại còn được phá cách và trên một cái phôi gỗ rất là tuyệt vời như này. Anh chị nào mà đang tìm kiếm một tác phẩm nào để trưng bày trong không gian thì có thể tham khảo chúng em tác phẩm này nhé. Vâng, một tác phẩm mà độc lạ nhất từ trước đến nay đúng không ạ? Vâng, đây là một mẫu tượng rất là mới và cũng vâng rất VIP phải không chị? Em báo kích thước để anh chị tham khảo tác phẩm này anh chị nhé. Vâng, tác phẩm này của em thì với chiều cao em chia sẻ là tác phẩm này là nguyên tượng nhá. Tác phẩm này thì hiện tại là không có bao gồm kỷ ạ. Nguyên phần tượng này của em thôi. Với chiều cao là 32, bề ngang tác phẩm là rộng 55 và chiều sâu là 25. Trên một phôi gỗ chắc liền tịt và nguyên khối. Với mã là CG889, em giao lưu tới anh chị giá tại xưởng cái tác phẩm này là 21.500.000 đồng ạ. Dạ vâng, 21.500.000 cho tác phẩm VIP xuất sắc vâng. Này thì anh chị ngắm cùng với em lại một lần nữa, thì một tác phẩm VIP anh chị nhận được anh chị sẽ rất là ưng ý, và với cái giá 21.500.000 cũng không phải là một con số nhỏ phải không chị, nhưng mà đối với tác phẩm này khi chị nhận được thì anh chị sẽ cảm nhận được cái sự đẹp, cái sự long lanh, sự xứng đáng, và xứng đáng với từng đồng từng khắc để anh chị bỏ ra sở hữu tác phẩm anh chị nhé. Vàng đục phải nói là quá đỉnh cao luôn anh chị, quá đỉnh cao luôn, từ phần miệng này, cái phần anh chị đấy miệng đục rất đẹp này, từ phần mũi cũng rất là cân đối, hai mắt anh chị đấy rất là có hồn nữa đấy. Vàng và phôi gỗ thì giá trị cao rồi, phôi gỗ chun sụn chắc anh chị ạ, liền là nguyên khối vâng. Mà lên si tác phẩm này anh chị thấy tác phẩm rất là kỹ, đỉnh cao luôn vâng. Và đối với một số tượng gỗ thì có khá nhiều điều kiêng kỵ và đặc biệt là không thể nào trưng bày ở trong phòng ngủ được, nhưng mà riêng đối với tượng heo, đây là một cái loài vật mà có sự sinh sôi nảy nở cũng rất là nhanh đúng không ạ? Bởi vậy nên là anh chị có thể lựa chọn trưng bày cả tượng heo này ở trong phòng ngủ anh chị nhá, đặc biệt là với những anh chị mà có thể là gia đình trẻ đúng không ạ, mình đang mong muốn có được thêm con thì mình có thể là trưng tác phẩm này trong phòng ngủ để tăng thêm cái gắn kết tình cảm cũng như là thúc đẩy về mặt phong thủy. Và nếu mà mình thích trưng bày ở trong không gian phòng khách cũng được anh chị nhé. Nó sẽ mang đến cái sự may mắn, thuận hòa cho gia chủ. Hoặc anh chị có thể lựa chọn trưng tượng heo này trên bàn làm việc giúp em nhé. Để tạo được cái sự may mắn cho công việc. Đó, rất là nhiều cái vị trí để anh chị có thể lựa chọn và trưng bày tác phẩm này. Đó, bất kỳ vị trí nào anh chị cũng có thể trưng bày được đấy, anh chị ạ. Biết làm sao là những cái vị trí đó không vàng không quá ô uế anh chị ạ, mà những cái vị trí mà anh chị muốn trang trí vàng ở cái điểm nhấn đó thì anh chị đây là một cái điểm nhấn vô cùng tuyệt vời để anh chị có thể trang trí anh chị nhá. Vàng xuất sắc luôn. Khi mà anh chị vàng trưng bày tác phẩm này ở vị trí đó thì vàng cái không gian xung quanh nó sẽ bừng sáng hết lên anh chị ạ. Và khi khách vào nhà mình tham quan thì vàng ngắm nhìn tác phẩm này thì em tin chắc rằng mọi ánh mắt vàng mọi ánh mắt đều trầm trồ khen ngợi cho tác phẩm anh chị ạ. Bởi vì một tác phẩm đục rất đẹp, ngay cả chúng em thôi anh chị ạ cũng rất cảm thấy rất ưng ý, rất là thích những tác phẩm như này anh chị nhé. Trước kia thì hay có cái câu là giàu thì nuôi heo. Cá à, giàu như nuôi cá đúng không, nuôi cá thì nuôi heo đấy, những cái loài vật và
kể cả bỏ tiết kiệm thì cũng chỉ có bỏ ống heo thôi anh chị ơi, đúng không ạ? Thế nên là nhìn thấy cái tác phẩm này một cái là mình đã thấy được ngay cái năng lượng rất là vui vẻ, rất là tích cực rồi. Nên là anh chị có thể lựa chọn một tác phẩm này để trưng bày ở trong không gian phòng khách rất là đẹp. Và em báo lại cho anh chị một lần nữa về kích thước cũng như mã và giá của tác phẩm này nhé, để anh chị có thể tham khảo. Tác phẩm này thì em chia sẻ với anh chị là có 102 thôi, không thể nào mà đặt được tác phẩm thứ hai như này đâu ạ. Nên là hàng hiếm, VIP và rất là độc đáo. Tác phẩm này với mã là CG889, cao là 32, rộng 55 và sâu là 25. Hiện tại là 12kg anh chị nhé, hoàn chị thiện xong hết rồi. Đặc đặc hết luôn. 12kg. Anh chị thấy không? Rất đặc, rất nặng. Và giá của tác phẩm chỉ có bao nhiêu? 21 triệu 500 ngàn. Anh chị thấy không? Và giá này là em đã tặng luôn cho mình cả phí vận chuyển rồi. Nên là anh chị nào mà ưng ý, anh chị có thể alo cho em để em ship tới tận nhà cho mình. Còn tùy theo, nếu anh chị có nhu cầu muốn đặt thêm tủ kính để trưng bày tác phẩm có sự trang trọng hơn thì mình cũng có thể nhắn cho em nhé, để em sẽ tư vấn thêm cho mình. Đấy, một tác phẩm quá là mỹ mãn luôn. Thực sự là em thấy là cái tác phẩm này là không có điểm gì để chê đâu anh chị ơi. Rất vâng, đẹp luôn. Anh chị ạ, đây là một tác phẩm VIP, một tác phẩm đẹp. Hay anh chị muốn ngắm thêm về tác phẩm nữa anh chị nhé, chưa cần anh chị phải chốt. Anh chị là một yêu thích tác phẩm, muốn ngắm thêm về tác phẩm, anh chị cứ alo cho chúng em để cho em gửi thêm hình ảnh anh chị ngắm thêm thôi. Bởi vì một tác phẩm rất là đẹp này, anh chị ngắm thì em tin chắc rằng anh chị cũng rất là thích. Và tất cả những gì chúng em quay lên trên điện thoại, trên màn hình của anh chị như này thì cũng chưa thể nào mà miêu tả hết được cái vẻ đẹp của tác phẩm đâu ạ. Vâng. Đó, khi anh chị ngắm bên ngoài anh chị còn cảm thấy nó đẹp, nó phê hơn rất là nhiều anh chị ơi. Đấy, khi mà mình đấy, ngắm bên ngoài và mình được tận tay mình sờ lên cái bề mặt này, mình mới thấy được là cái độ trau chuốt tỉ mỉ của chúng em. Bởi vì là để có thể là lên được cái lớp xi như này thì chúng em đều phải gà gọt, tỉa và nạo rất nhiều lần, cũng như là trải qua rất là nhiều lần đánh giấy ráp để có được một cái bề mặt mịn màng và sờ vào nó có cái độ mát tay luôn anh chị nhé. Đó anh chị ạ, mà một tác phẩm khi mà đục xong rồi về anh chị ạ thì chúng em lại phải có khâu làm nguội nữa, và khâu làm nguội cũng rất là lâu. Đầu tiên là phải cạo lạo hết cái phần nhát đục anh chị nhé, đấy, để cho tác phẩm nó mịn màng. Sau đó thì lại đi vàng trà nhám, thì chúng em sẽ trải qua cái quá trình trà nhám lên tới vàng 9 lần anh chị, 9 lần trà nhám lần lượt từ vàng 1.500 anh chị nhé, đến vàng đến vàng từ 150 cho đến 1.200 anh chị ạ. Đấy, trải qua 9 lần đánh giấy nhám như vậy để cho tác phẩm nó mới được mịn, nó được căng, nó được mọng như này anh chị nhá. Vâng. Và cái này đều là những chia sẻ chân thực nha anh chị nhá, bởi vì là phương châm của Tượng Gỗ Độc Đáo chúng em trong những trong năm 2024 và cho những năm sắp tới là hướng đến đó là những cái sản phẩm chất lượng cao, và sẽ là những cái phôi mà bản thân phôi đã là rất là đẹp rồi, rất là nuột rồi, và cái khâu hoàn thiện rất là kỹ. Và như anh Đoàn cũng đã có một thời gian là trải nghiệm, đó là được trực tiếp là đánh xi và đánh giấy ráp anh chị nhá, bởi vì là kể cả sếp Hiển cũng phải trực tiếp tham gia vào những khâu đó để có thể cảm nhận và hiểu đúng được rồi anh chị ạ, về cái đường nét của tác phẩm và cảm nhận được cái độ kỹ của tác phẩm, chứ không phải là chúng em không có trực tiếp làm và chia sẻ với anh chị đâu, đều là đã trực tiếp phải tự tay và... làm anh chị ạ. Đấy, tự tay làm để mới cảm nhận được cái giá trị của tác phẩm anh chị ạ. Chính vì vậy anh chị cứ yên tâm về mỗi một cái tác phẩm khi anh chị sở hữu đều được Tượng Gỗ Độc Đáo cho em rất là tâm huyết, rất là trau chuốt anh chị ạ, trau chuốt từ cái phôi gỗ và những cái giá trị cốt lõi nhất để anh chị có thể là bằng sưu tầm, đó là những cái giá trị về mãi mãi, về mai sau anh chị nhé. Và một tác phẩm tuyệt vời trong video này chúng em vừa giới thiệu đến anh chị. Anh chị quan tâm hãy alo số hotline của chúng em anh chị nhé. Vâng, số hotline rất là quen thuộc của Tượng Gỗ Độc Đáo, và chúng em chỉ sử dụng duy nhất số này để có thể là tư vấn cho anh chị. Anh chị hãy nhắn hoặc là alo chúng em nhé. Có thể nhắn tin vào Zalo cho chúng em để em tư vấn cho anh chị. Đó là số 0938410333. Và anh chị ơi đừng quên đó là cho em xin những lượt thích để động viên tinh thần cho tất cả anh em trong Tượng Gỗ Độc Đáo ạ. Vâng. Và bây giờ thì chúng em cũng xin phép là kết thúc video báo giá của ngày hôm nay ở đây anh chị nhé. Và rất là vui khi mà mỗi một lần lên sóng để giới thiệu đến anh chị những tác phẩm VIP, những tác phẩm đẹp như này. Anh chị để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào thì anh chị ơi hãy
nhớ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để mỗi lần chúng em lên sóng thì anh chị đều được vào thưởng lãm, được ngắm nhìn những tác phẩm đẹp anh chị nhé. Dạ đúng rồi ạ, và em xin chúc anh chị có được một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe, và em cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành theo dõi cùng với Tượng Gỗ Độc Đáo ạ. Vâng, và em xin dừng lại đây anh chị nhé. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Vâng, em xin chào ạ.